thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo đề tài về cái chuyện phép lạ của Catholic La Mã. Và mời các bạn đăng ký kênh, nhớ like, share để biết được cái việc phép lạ hay là lừa bịp, để chúng ta khỏi mất tiền oan trong những bối cảnh mà lâu lâu hay có chuyện đạo Công giáo hay có đưa ra những cái chuyện phép lạ. Và đề tài hôm nay mình làm là chuyện máu thánh Genugius, hóa lỏng, phép lạ hay ảo thuật. Câu chuyện ra sao? Tại nhà thờ lớn ở Napoli, nước Italy, có chứa một vật gọi là thánh tích, cho là dung dịch máu được trong hai ống thủy tinh rất nhỏ đặt trong một cái mặt nhật. Dung dịch này được cho là máu của thánh tử đạo Gennaro ở thành Benevento gần Napoli. Dung dịch sẽ hóa lỏng sau khi một giám mục làm lễ vào những ngày để đặc biệt Công giáo La Mã. 3 lần trong một năm, thánh Gennaro hay là Genugius là ai? Ông là một vị thánh của giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Đông Phương. Genugius tiếng Latin viết là Inurius, tiếng Ý gọi là Gennaro, còn được gọi là Genugius I của Benevento, là giám mục của làng Benevento gần thành Napoli, bên Ý. Vào thế kỷ thứ tư, mặc dù không còn tồn tại bất cứ nguồn tin đương thời nào về cuộc sống của ông ta, nhưng các nguồn tin về truyền thuyết sau cho rằng ông ta bị giết trong cuộc đại khủng bố. Theo báo giáo phận Đà Nẵng.org, thánh Gennaro, giám mục, bị chém đầu ngày 19 tháng 9 năm 305 tại Pozzuoli, cạnh Napoli, trong cuộc bách hại đạo Giêsu dưới thời hoàng đế Diocletiano. Thuộc đại khủng bố kết thúc vào khi vua Diocletian của La Mã từ chức vào năm 305. Tên ông Genugius hay Gennaro được lấy làm thánh bổn mạng của một thánh đường của thành phố Napoli. Các tín đồ tập trung 3 lần một năm tại thánh đường này để chứng kiến sự hóa lỏng của một chất đỏ như máu đựng trong ống thủy tinh kín, được cho là máu của thánh Genugius. Theo luận điểm khoa học, chuyện máu thánh Genugius hóa lỏng vào những ngày lễ đặc biệt của Công giáo La Mã được các nhà khoa học Ý bóc mẽ. Máu thánh trên một cảnh giác khoa học có đăng ngày 15 tháng 10 năm 1991. Giáo hội không hề xác nhận hoặc phủ nhận hiện tượng này là phép lạ hay ảo thuật. Xác nhận thì bị khoa học cười, là mà phủ nhận thì mất hết miếng mồi to lớn về tiền bạc. Khối vật chất ấy có thật sự là máu không? Các nhà khoa học đã dùng máy đo quang phổ chiếu vào lọ vào các năm 1902 và năm 1989. Cả hai lần đều xác nhận dấu vết của hemoglobin bên trong và có đầy đủ tính chất của máu người. Nhưng nếu là máu thì còn những hiện tượng khác gây khó hiểu cho các nhà khoa học. Thứ nhất, máu cần có một bề mặt nhám, xù xì để kết tụ đông lại. Nhưng ở đây máu hóa lỏng rồi đông lại trong một chiếc lọ hoàn toàn trơn nhẵn. Thứ hai, cục máu đông khi đã vỡ thì không thể tái tạo lại được nếu không bổ sung thêm yếu tố thứ nhất và các chất giúp đông máu. Thứ ba, phép màu máu hóa lỏng chỉ xảy ra vào 3 tháng nhất định trong năm và trước công chúng. Thật ra, không làm phép thì dung dịch trong các ống thủy tinh này khi được lắc vài lần sẽ tan chảy ra lỏng hơn. Người ta lợi dụng đặc tính này và cho biểu diễn vài lần trong một năm trước mặt các con chiên để tuyên truyền là phép lạ của thánh Genugius.
Việc hóa lỏng được báo cáo xảy ra ít nhất 3 lần một năm, ngày 19 tháng 9, ngày lễ của vị thánh, thứ bảy trước ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 và ngày 16 tháng 12 kỷ niệm ngày phun trào của núi Vesuvius năm 1631. Cũng đôi khi bị xui, máu không tăng ra và được bàn là điểm xấu như chiến tranh, đói, bệnh dịch hoặc một cuộc tàn phá nào đó. Lần cuối cùng máu hóa lỏng với sự hiện diện của một giáo hoàng trước năm 2016 là vào năm 1848 khi Pio, giáo hoàng Pio thứ 9 đến thăm. Hiện tượng không xảy ra khi thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị đến thăm thành Napoli vào tháng 10 năm 1979, hoặc khi giáo hoàng Benedict thứ 26 đến thăm vào tháng 10 năm 2007, cũng như ngày 16 tháng 12 năm 2016. Trái lại, khi giáo hoàng Francis I đến thăm ngày 21 tháng 3 năm 2015, thì hiện tượng máu tan lỏng đã xảy ra, dù không đúng vào những ngày đã định trước trong năm. Xem giáo hoàng nghiêng bình xuống 90 độ để hôn lọ máu, mục đích là để kích thích cho máu tan ra. Và kết quả như ý ở phút 1:48 giây. Trong một báo cáo được tạp chí Nature của Anh xuất bản, một nhóm do tiến sĩ Luigi Galaccioli, một nhà hóa học tại Đại học Bavaria, nói rằng sự hóa lỏng máu có thể được giải thích dưới hiện tượng gọi là thysatropy. Hiện tượng này có báo dịch là xúc tính xúc tiến, còn gọi là son gel thuận nghịch. Son là solid, mang tính gọi là đặc, gel gọi là dạng keo. Mà báo giấy của tờ New York Times đăng ngày 15 tháng 10 năm 1991 trên một series watch, một số vật chất bao gồm một thứ như mazon, maizene, thường là chất dẻo như chất keo nhưng có thể được hóa lỏng ngay lập tức bằng cách lắc hoặc khuấy. Chẳng hạn trong nghi thức kiểm tra ống máu phép lạ của thánh Genovius vài tháng một lần ở Napoli, có động tác lộn ngược bình đựng thánh tích máu đó. Hành động đơn giản này đủ để hóa lỏng một phần của chất thysatropic nói trên. Nếu để yên, chất đó sớm trở lại dạng keo. Nói nhóm nghiên cứu người Ý đã chuẩn bị một loại nhóm máu giả bằng cách sử dụng dung dịch muối sắt và canxi carbonate. Một thí nghiệm thành công khác liên quan đến việc chiết xuất vật liệu từ ruột động vật và xử lý tiếp theo bằng oxit sắt và natri cloro. Trong các thí nghiệm này và các thí nghiệm khác, các nhà khoa học cho biết họ đã tạo ra một vật liệu màu nâu bị đông khi để yên nhưng dễ bị hóa lỏng mỗi khi nó được lắc nhẹ. Vậy thì máu hóa lỏng nổi tiếng của San Genovius là giả, các nhà khoa học cho biết. Đặc tính hóa học của thánh tích ở thành phố Napoli chỉ có thể chứng minh bằng cách mở ống máu đó ra, nhưng việc phân tích này hoàn toàn bị giáo hội công giáo nghiêm cấm. Nhưng bản sao hiện tượng của chúng tôi dường như đã giải thích sự hy sinh mở hộp đó ra. Như thế là không cần thiết nữa, bài học gì cho ta? Thắc mắc của người viết là từ thế kỷ thứ tư đến nay, các đạo chúa có biết bao nhiêu thánh tử đạo qua các cuộc thánh chiến hoặc bị giết hại do việc xâm nhập vào xứ khác để tuyên truyền phản thời Chúa. Tại sao chỉ có mấy giọt máu đó của một vị tử đạo được thu giữ và biết làm được phép lạ? Người dân mới bị cải đạo thường cuồng tín như Việt Nam, coi chừng các linh mục Việt Nam lần theo công thức của tiến sĩ Luigi Galaccioli là một vài ống máu dán nhãn của 117 vị tánh tử đạo để hốt tiền các dân mê tín và chia chác cho Vatican. Lấy các ông các bà Việt Nam, bất kể là người lương hay giáo, nên nghe lời khuyên tha thiết này, tránh xa mấy cái chuyện phép lạ của đạo Chúa. Cho đó là
cho đó cho nó lành, khỏi mất tiền vô ích và nước nhà khỏi bị nghèo đói vì mê tín. Đó là cái nỗi niềm của cái người viết mà được mà bị vạch trần ra trong những tháng năm qua, mà nhiều người cho là những cái phép lạ, hoặc là trong đại dịch Covid vừa rồi cũng có người đưa ra cái máu của các vị thánh tự đạo này bị hóa lỏng, nhưng mà nó cũng đi đến đâu chết vẫn nhiều và không có hiệu quả gì. Mong là bà con chúng ta lưu ý, như các bạn chia sẻ rộng rãi đến những người đạo Thiên Chúa và cho họ sáng mắt. Xin cảm ơn quý vị, quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin tri ân quý vị và các bạn. Tiếp theo mình xin làm cái đề tài rằng là trong cái tác phẩm này nó hơi ngắn, cho nên mình muốn thêm vào một bài nữa. Đó là bài Giáo Hoàng dẹp bỏ thiên đàng gửi Cù Lâm Hữu Đức và Cù Chu Tất Tiến. Bài viết của Ri Nguyễn như sau: ngày nay chỉ còn những kẻ u mê tâm linh sống trong sợ hãi như chú Cù Lâm Hữu Đức và Chu Tất Tiến mới mắc bẫy cái gậy hỏa ngục để có ngoi lên củ cà rốt thiên đàng mù. Những người như thế cố bám vào niềm tin hoang tưởng gọi là tín lý, cái tín lý phá sản. Các thầy giảng của tất cả các đạo Thiên Chúa đều giống nhau ở chỗ họ luôn dùng địa ngục để hù dọa và tỏ uy quyền. Không tuân phục thì ông sẽ cho mày chết, ông ném mày vào địa ngục cho ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt và chịu cực hình đời đời. Đây là những câu kinh trong Tân Ước, Marco 9:2-47 đến trang 48. 47. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước thiên đàng còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Câu 48. Nơi dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49. Quả thật ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Matthew 25:2-46. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Nhưng thà ngồi, cả ba giáo hoàng John Paul đệ nhị, Benedict thứ 16 và Francis đều nói goodbye, vất bỏ Thượng Đế, Thiên Chúa, Thiên Đàng, Địa Ngục vào sọt rác lâu rồi. Thế mà các chú cù vẫn u mê chưa tỉnh. Sách Khải Huyền nói về sự tạo lập vũ trụ con người của Chúa Thượng Đế chỉ là chuyện ngụ ngôn, chuyện ru ngủ con nít miệng còn ngậm vú mẹ. Thường ra thuyết sáng tạo chỉ là chuyện ruồi bu kiến đầu. Xin đến chính chỗ này, ruồi đầu kiến bóng. Thường câu nói này ruồi bu kiến đầu là nói suông, chứ thật sự ra ruồi thì nó đậu, nó bay nó mới đậu, còn kiến nó bò nó mới bông. Xin tiếp theo, thừa nhận về vai trò và sự xác tín của thuyết tiến hóa rằng con người sinh ra có thể là do một quá trình tiến hóa dần dần, chứ không phải là do sự sáng tạo tức thời của Thượng Đế. Tháng 7 năm 1999, Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã ra tuyên bố phủ nhận sự kiện sự hiện diện một thiên đường vật chất trên các tầng mây và một hỏa ngục nơi con người bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vĩnh hằng. Trong một thánh lễ ngày lễ Maria, Giáo hoàng Benedict thứ 16 nói rằng khi Giáo hội Công giáo khẳng định rằng bà Maria lên trời, thân thể và linh hồn vào thiên đàng
Nó không ám chỉ đến một nơi nào đó trong vũ trụ, trên ngôi sao hay đại loại như thế. Thế thì ông tìm một ý nghĩa khác cho thiên đàng thế nào? Ngài Benedict thứ 16 nói: Thiên đàng không phải là một địa điểm trong vũ trụ, mà là nơi trong Thiên Chúa, nơi những người tin vào Ngài sẽ tận hưởng tình yêu của Ngài mãi mãi. Ngài Benedict thứ 16 viết rõ thêm: Tình yêu Thiên Chúa chính là sức mạnh đánh ngã thần chết và đem lại cuộc sống vĩnh cửu. Và tình yêu đó chúng ta gọi là thiên đàng. Giáo hoàng Benedict thứ 16 nói: Chuyện xuất Phật hà hơi, thiên thần ca hát, ba vua tới chào đều là chuyện thêm vào sau này để bịp người đời. Thế thì làm gì có Thiên Chúa mà vinh danh? Giáo hoàng Francis: Phục sinh của Giê-xu chỉ là sự kiện hồn ma bóng quế. Tại Việt Nam, con cháu, vợ chồng, cha mẹ thấy người thân hiện về, hồn ma bóng quế hà rầm có mà đầy. Tạo dựng vũ trụ chết đi, sống lại thăng thiên, trở lại để rước lũ chiên lên thiên đàng mù, rửa tội, cứu rỗi chỉ là những chuyện rùi bu ba xạo, như được chứng minh ở trên. Thế là cả Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Mother Father, Son and Holy God bị các chúa dưới trần John Paul đệ nhị, Benedict thứ 16, Francis thứ nhất đuổi việc. Nhưng lũ chiên Cato Roma giáo Việt nói chung vẫn ù ù cạc cạc, ngu muội tâm linh, mắt vẫn chưa mở, sống trong sợ hãi bị Chúa đầy hỏa ngục, vẫn nuôi ảo tưởng được Chúa rước lên thiên đàng mù. Bây giờ Chúa ở nơi mô, giáo hoàng Vatican không biết. Vậy chú cừu Lâm Hữu Đức, Chu Tất Tiến có biết làm ơn chỉ dùng Benedict thứ 16 và Francis thứ nhất, Phaolô, Thánh Phaolô đệ nhị chỉ dùng cho ba vị đã biết là địa ngục và thiên đàng ở nơi đâu? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đằng sau mình sẽ làm nhiều hơn.